Hello, xin chào các fly. Titan ban đầu là kẻ thù của loài người. Chúng ta cứ tưởng chúng là một giống loài đột biến từ công nghệ khoa học hay chủng loài cổ đại từ dưới đất chui lên, hoặc là người ngoài hành tinh gửi xuống các kiểu. Về sau này chúng ta mới biết chúng là một công cụ đánh nhau của loài người, khởi nguồn do một con bé rơi xuống cống rồi bị một con Red Bull vào, tạo nên dòng máu Titan. Các siêu Titan được sinh ra sau này cũng nhờ gen của người mẹ Titan này. Trong thời gian hàng ngàn năm đó thì các siêu Titan đã ra ngoài đánh chiếm gần hết thế giới, đem quyền lực và đất đai về cho dân tộc Eldia phân lô bán nền. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem siêu Titan nào đã giết được nhiều người nhất trong truyện. Mọi con số trong truyện đều là tương đối, nên Bay sẽ ghim comment bổ sung giá trị nhất. Và bạn đừng quên đăng ký kênh Bay TV nha! Hạng 19, không mạng, Titan thú Xavier. Tom Xavier nguyên là một nhà khoa học. Ông chọn kế thừa Titan để có thể bắt đầu con đường nghiên cứu của mình. Titan của ông nguyên hình là một con cừu. Vì khả năng chiến đấu cá nhân của ông cùi bắp và việc nghiên cứu của ông có lợi hơn cho quốc gia, nên ông được cho ở nhà suốt để có thể nghiên cứu tốt hơn. Vậy nên từ hồi ông có Titan đến khi chết đi, có lẽ Titan của ông cũng chỉ hóa hình để phục vụ cho nghiên cứu. Số mạng người ông đã giết bằng Titan của mình là một con số không tròn chỉnh. Hạng 18, không mạng, Thủy tổ Phryada và Thủy tổ Uriris. Hai người này đều thuộc đời sau hoàng tộc trị vì hòn đảo Faradis. Tuy nhiên sức mạnh thủy tổ của họ chỉ dùng để an dân chứ không được gây chiến tranh hoặc phản kháng các thế lực bên ngoài. Vì vậy mà họ hầu như không dùng đến sức mạnh Titan của mình. Để tự vệ thì có, chứ để giết người thì không. Uri từng hóa hình để chống lại Kenny Hakimen nhưng không giết. Phryada thì hóa hình để giết Titan tiến công Grisa Hồng bảo vệ gia đình mình. Tuy nhiên cô đã chết trước khi giết được cái mạng nào, cả gia đình cô cũng bị giết. Hạng 17, không mạng, Búa chiến Lara. Cô là Titan của gia tộc Tiber. Gia tộc này không tham gia các cuộc chiến của Melee nếu họ đi gây thù chuốc oán khắp nơi. Họ chỉ ra mặt khi quốc gia bị xâm lược hay có vấn đề nghiêm trọng gì đấy. Việc Lara xuất hiện lần đầu tiên trong phim đó chính là khi cô chống lại Titan tiến công. Khi này dân cư trong khu cách ly đã sơ tán gần hết rồi. Những người lính của hòn đảo Faradis thì ngoài Mikasa chẳng ai tấn công cô cả. Và cô cũng đã bị Titan tiến công giết không lâu sau đó. Số người cô giết được cũng là một con số không tròn chỉnh. Hạng 16, không mạng, Titanham Ymir. Titanham Ymir là một kẻ đặc biệt. Siêu Titan của cô là ngẫu nhiên cướp được và cô thuộc phe nhân loại chống lại Titan. Dù cô biết về thế giới bên ngoài nhưng không bao giờ tiết lộ ra. Trong Season 2, cô vừa theo phe bọn Melee vừa theo phe hòn đảo. Họ mưu cầu một sự an toàn cho con bồ Historia của mình. Trong quá trình đó, cô chỉ tấn công Titan chứ chưa hề giết một ai cả. Người duy nhất chết dưới tay cô là thằng Marcel. Mà lúc đó cô chưa phải là Titan Ham, vẫn là một con Titan đần độn. Hạng 15, ba mạng, Titan Ham Chim Phao Câu. Titan Ham Chim Phao Câu xuất hiện vào cuối bộ phim. Chỉ có duy nhất một thời điểm cậu giết người, đó là khi phe giải cứu thế giới bị bế tắc ở bến cảng. Móng vuốt cùng răng cậu sắc nhọn có thể tiêu diệt đối thủ rất nhanh gọn lẹ. Nhưng số lần xuất hiện đó chủ yếu là múa may quay cuồng làm màu là chính, chứ cậu giết được có 2 đến 3 mạng à. Còn lại đa số thì đám người Eldia đã nhanh tay xử đẹp đồng bào mình rồi. Hạng 14, 6 mạng, Titan tiến công Grisa. Ông bố của Eren từ khi sở hữu Titan tiến công thì chúng ta mới biết ổng dùng có một lần duy nhất để chạy từ bến cảng vào trong đảo Faradis. Quá trình đó đương nhiên ông không giết một ai cả. Lần thứ hai hóa Titan thì ông muốn cướp Titan thủy tổ để dành cho con trai mình. Hy sinh đời bố củng cố đời con, ông đã đến một căn hầm hoàng gia và gặp 7 người ở đó. Ông đã tiêu diệt 6 người bao gồm Titan thủy tổ, chỉ để cho một mình ông Roderick coi dò chạy thoát mà thôi. Sau đó ông cho thằng con ăn thịt mình. Hạng 13, 20 mạng, Titan ngựa. Titan ngựa mà chúng ta thấy ở Season 3 không phải là dạng Titan chiến đấu, mà thuộc dạng hậu cần và trinh sát. Qua Season 4 cô mới được dùng trong chiến trường chuyên đánh nhau. Khi đó cô được lắp các ụ súng trên lưng để lính trên lưng nó bắn liên tục. Để hỗ trợ thì cô cũng dùng tay hay mồm của mình để tấn công đối thủ. Số người cô từng giết thật sự cũng khá ít và lẻ tẻ. Đó là số ít người trong pháo đài Slava, không giết con người nào trong chiến trường Sigashina và chỉ cắn tầm 5 đến 7 người ở bến cảng. Số người mà Titan ngựa giết chết chúng ta nhìn thấy được dưới 20 người. Cho 20 cho tròn hen. Hạng 12, 30 mạng, tiến công Eren Kruger. Eren Kruger kể từ khi có Titan tiến công
thì hầu như không dùng nó nhiều lắm. Có dùng thì cũng là công tác bí mật không được đề cập đến trong truyện. Lần duy nhất chúng ta thấy anh ta hóa Titan giết người cũng là lúc giải cứu Risa Yeager ở bến cảng. Sau khi đánh thằng cha đại úy thì anh cắt tay mình hóa thành Titan giết chết những tên lính lác nhỏ lẻ xung quanh. Tiếp theo đó thì anh phá con thuyền vận chuyển của họ giết toàn bộ người trên tàu để bịt đầu mối. Đoàn thuyền này dùng để chở tù binh thả lên đảo Faradis. Số lính tham gia cao hơn số tù binh, cùng với những người lái tàu, hoa tiêu hay công nhân xúc nguyên liệu thì tầm khoảng 30 người. Hạng 11, tầm 50 người, Titanham Marcel. Marcel đã bị Emir ăn thịt ngay trước khi chuyện bắt đầu. Tuy nhiên có một phần flashback hồi tưởng về cậu ta khi cậu phá những khẩu pháo của kẻ thù ở quốc gia Melee. Mỗi khẩu pháo cần ít nhất là 2 người canh cùng với một số quân bên cạnh để bảo vệ phòng thủ. Mà cậu ta ép sát phá liền 4 khẩu cùng lúc thì có ít nhất 30 đến 50 người chết ngay ở đó. Hạng 10, 50 người, Titanham Poco. Titanham Poco chỉ xuất hiện ở Season 4. Trận anh giết được nhiều người nhất mà chúng ta thấy đó chính là pháo đài Slava. Anh đã lao lên tiên phong chiến trường giết được vài chục binh sĩ, xe chống Titan cùng pháo. Ở bên trong pháo đài anh cũng đã giết rất nhiều lính bộ cùng lính pháo. Ở Liberio có lẽ anh cũng giết được vài thằng lính vặt vì phe hòn đảo tổn thất rất ít người. Riêng trận ở Sigasina anh không giết được mạng nào vì bằng đi ganh con Titan tiến công. Số người anh giết chủ yếu ở pháo đài Slava, nhưng hầu hết là lính lẻ thôi vì đa số đã bị quân đội Titan đần độn và những con siêu Titan khác thịt mất rồi. Lượng người anh giết tầm trên 50 người. Hạng 9, khoảng 100 người, Titan thiết giáp. Titan thiết giáp xuất hiện từ tập 2 của bộ phim. Chúng ta rất ấn tượng với anh ta bằng việc chạy thẳng và hút vào cổng thành không thể cản phá, cứ như là xe tăng Việt Nam vào 30 tháng 4 vậy. Trên đường chạy đó anh cũng đã giết một số dân thường cũng như một số quân đội canh cổng bắn pháo. Từ đó về sau anh tham gia quân đội và hầu như không giết thêm ai cả. Đến khi lộ mặt thì Titan thiết giáp cũng chả giết thêm được mạng nào. Qua Season 4 thì anh nổi bật với danh xưng khiên trắng của Melee. Tay anh già anh quét một mớ thằng trên tường như là đồ chơi vậy. Sau còn lườm cả con điền quét cả dãy như là thanh gióng quét giặc ân. Giờ cũng được vài trăm mạng chết dưới tay anh trong cái trận này. Trong trận Liberio và Sigasina anh không giết được mạng nào. Kết thúc ở bến cảng anh múc được vài chục thằng Yorick nữa. Số người anh giết mà ta thấy được cũng hơn trăm thằng. Hạng 8, hơn 200 mạng, Titan hình nữ. Hình nữ là một Titan thiên về chiến đấu cận chiến. Với chiều cao 15m, cô cao hơn khá nhiều công trình lớn, là một sát thủ có tiếng trong phim. Trong flashback, cô từng phá cả pháo đài phe địch có tầm 20 người bên trong. Một mình cô xử đẹp gần 20 quân chính xác ở Thảo Nguyên và khu rừng Titan, bao gồm cả biệt đội Lệ Vi. Khi cô bị quân chính xác lừa bắt ở quận Sigasina, thì cô đã dùng nhận biến hình giết gần chục người nữa. Khi cô bị tiến công đâm té, bản thân ngã dúi dùi vào hồ đất chúa trời đang thông não ở nhà thờ khiến hàng trăm người chết cùng lúc. Trong season cuối cùng thì cô đã đột phá bến cảng giết thêm vài chục tên Yorick nữa. Số người cô giết mà chúng ta biết được ít nhất cũng hơn 200 người. Hạng 7, hơn 1000 người, đại hình bé thỏ. Titan của Bethel Hoover là con siêu Titan đầu tiên gây ấn tượng nhất trong truyện. Ngay trong lần đầu anh đạp bể cổng tường thành thì lượng đất đá văng ra để giết chết hàng trăm con người bên trong. Lần thứ hai anh đạp tường cũng tương tự, anh chỉ có mỗi cái tấn công trực tiếp là cùi bắp mà thôi. Quét hàng đông lính hay trực tiếp đốt cháy Amin cũng chả giết được mạng nào. Trong lần anh cố ý hóa thành một quả bom khổng lồ để phá hủy thị trấn trong thành thì anh cũng giết được mỗi thằng cha Mopolis. Trước đó lúc tuyển quân, anh cũng hóa hình để thiêu rụi căn cứ kẻ thù. Đúng vậy, cả lần đó kèm với hai lần đạp tường khi đất đá bay tung té le vào thành thì anh cũng giết được cỡ 1000 người đấy. Hạng 6, hơn 1300 người, Titan tiến công Eren. Eren trong dạng Titan của mình trước 3 season đầu chưa từng giết một con người nào cả, ngoại trừ mỗi bố anh ta để lấy phôi Titan của mình. Lúc đó anh ta vẫn là Titan đần độn nên bỏ qua nha. Qua season 4 khi bắt đầu biết về bí mật thế giới thì Eren đã có vẻ tàn ác và nhiều mưu tính hơn xưa. Anh cũng đã dùng Titan tiến công của mình tàn sát kẻ thù không phân biệt tốt xấu. Lần kinh khủng duy nhất đó chính là khi anh biến hình ngay giữa khu tập trung Liberio. Ở đây Willy Tiber là kẻ hiến mạng thứ hai, bởi vì đám người đầu tiên là những người trong tòa nhà chung cư khi Eren ở dưới hầm biến hình. Tiếp theo đó tiến công cố tình ngã vô đám quan chức quân đội. Bay đếm số người tác giả vẽ ở khu đó có ngang 50 cao 13 ô, có nghĩa là khoảng 650 người. Cho rằng chết 70% số người ở đó thì khoảng 450 người.
Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục đánh phá các khán đài quân đội xung quanh, cùng với khá nhiều dân thường dạy dẫm đạp nhau mà chết. Số người anh tiêu diệt trong lần này tệ cũng phải 1.200 người. Sau đó thì đánh với Titan bùa chiến phá hủy các tòa nhà xung quanh, vét thì cũng được 100 người nữa. Trong trận ở Shigashina thì toàn dân đã được di tản, quân đội Melee cũng không tham gia vào chiến trường Titan, nên số người chết có thể xem như bằng không. Số người chết dưới tay anh ta tầm 1.300 người. Hạng 5, hơn 2.000 người, thủy tổ Khafrix. Vua Khafrix theo lời của Willy Tiber là một biểu tượng cho sự hòa bình. Ông dừng chiến tranh lại, thu nhỏ thế lực của Eldia mà dời về hòn đảo Faradis, một nơi chủ quyền không thể tranh cãi cuối cùng của người Eldia. Dù mang tiếng hòa bình là vậy, nhưng ông có vẻ khá ích kỷ khi muốn cuộc đời mình an yên. Các thần dân còn lại phải làm theo ý mình đề ra, bất kể họ muốn như thế nào đi chăng nữa. Đời con cháu ông có bị chém giết cũng mặc kệ. Số người ông giết trong dạng Titan của mình khi đang trị vì thì không thể tính, nhưng số người bị ông giết trên đảo có lẽ cũng lên tới vài nghìn người khi những con Titan đần độn của ông tiêu diệt những người chưa vô bên trong thành Titan. Cùng với họ là những người đứng bên cạnh hàng triệu của Titan tường khi chúng hóa hình. Số người chết bởi Vuka ta cho là khoảng 2.000 người đi, vì đã số dân chạy vô trong chứ ai đần mà đứng cạnh mấy con Titan, trừ người nhà của họ thôi. Hạng 4, hơn 10.000 người, Titan đại hình Amin. Titan đại hình của Amin chỉ xuất hiện ở Season 4 vì đến mãi cuối Season 3 còn mới ăn thịt được thằng bé thỏ. Tuy nhiên đại hình Amin hầu như chẳng xuất hiện mấy. Có xuất hiện cũng là cản tàu trinh sát của phe Melee. Cậu tham gia giết người một lần duy nhất ở trận Liberio lúc giải cứu Eren. Lúc này cậu chọn phá hủy bến cảng của Melee để họ không thể đuổi theo mình. Ở bến cảng đó có rất nhiều tàu chiến phe địch và trên bờ cũng có rất nhiều khu dân cư. Amin đã cho nổ một quả siêu to khổng lồ chấn động đến tận bên trong chiến trường hàng chục cây số. Lần này thì không phải là chuyện để đùa, cả khu dân cư và hàng đống chiến hạm chờ sẵn ngoài khơi để tấn công phe địch thì không phải là ít đâu. Hàng chục nghìn người đã chết trong vụ nổ này dưới chân tử thần đại hình Amin. Hạng 3, hơn 30.000 người, Titan thủ Zeke. Zeke được mệnh danh là hung thần chiến tranh, điều đó có nghĩa là ở các chiến trường khác ngoài Faradis thì anh đã giết rất là nhiều người rồi. Nếu chỉ tính trong chuyện mà có thể thấy được hay đoán được thì anh ta đã điều khiển một đoàn Titan ở làng Ragako tấn công thành rau giết mài, người mạnh như nhân loại. Một số quân chính xác ở lâu đài Ugat tàn sát cả binh đoàn chính xác khi quăng đá và đám đông ở thành Shigashina. Điều khiển Titan đần đồn của anh càng quét cả khu đó. Theo lời kể của Niccolo thì trong quá khứ Zeke từng dùng chiến thuật biển Titan để càng quét cả thành phố. Anh ta cũng dùng chiến thuật này để càng quét cả chiến trường pháo đài Slava. Ngay sau đó anh cũng ném hàng đống đầu đạn để phá hủy hàng đống chiến hạm của lực lượng đồng minh Trung Đông ở ngoài khơi. Trong quá khứ Flashback, anh cũng đã giết hàng đống người. Số người anh và đám Titan của anh giết được có lẽ không dưới 30.000 người. Hạng 2, hơn 100.000 người, thủy tổ Ymir. Titan thủy tổ Ymir là mẹ của muôn loài Titan. Thời điểm ban đầu cô xuất hiện thì tâm trí cô vẫn là của một nô lệ. Cô theo lời của vua Frith tham chiến khắp nơi. Đúng vậy, ngoài những lúc nghỉ đẻ hay xây dựng thì cô tham gia rất mạnh vào chiến trường. Dù chưa xâm chiếm ra tới lục địa, nhưng cô đã có thể càn quét hết cả quân đội Melee trên hòn đảo Faradis. Đánh đến mức mà quân Melee phải qua xin hàng kia mà. Cứ vậy trong suốt 13 năm cô tồn tại, số người cô giết được trên các chiến trường cùng người dân ở các thành trì có thể lên tới 100.000 người. Còn các lục địa trên các thế giới thì do con cháu cô chiếm. Hạng 1, hơn 1 tỷ 6 người, Titan chúa Eren. Ôi dồi ôi, anh thì kinh rồi. Bộ xương khổng lồ của Titan chúa Eren không tự tay giết người, chỉ có là trong quá trình hóa hình hay cái khung xương của anh bò lê bò càng ra biển chết bao nhiêu thì chết. Vũ khí chính của anh ta là mớ Titan đại hình đi theo càng quét cả thế giới. Trong lúc Titan tường phá hủy lớp hóa cứng bên ngoài thì lớp đất đá rớt ra đã làm bị thương không ít dân ở quanh bức tường. Trong quá trình chúng di chuyển ra bờ biển với Titan chúa, dù đi ngay hàng thẳng lối nhưng vẫn có thể đạp chúng không ít người không chạy kịp, hoặc bị thương dưới lớp đá đó không thể chạy được nữa. Số người chết có lẽ phải lên đến hàng ngàn. Tiếp theo đó anh điều khiển Titan tường càn quét thế giới. Vừa ra khỏi biển đã phá nát toàn bộ chiến hạm của Liên minh thế giới khiến hàng nghìn người chết. Sau đó thì đi lùa dân Melee cùng với việc đi khắp các quốc gia khác để du lịch. Hậu quả cuối cùng của việc này là 80% dân số đều bị chết. Hiện tại không thể biết thế giới của Titan có bao nhiêu người. Cho rằng số người của họ bằng dân của trái đất vào thế chiến thứ nhất, tức là khoảng 2 tỷ người. Điều này cũng có nghĩa là 1 tỷ 6 người đã bị giẫm nát dưới chân đấng Eren. Ayo, video đã kết thúc tại đây rồi.
Nếu các bạn sưu tập đồ anime mọi chủ đề, đừng quên ghé My Store tại Shopee, Lazada, Facebook trong mô tả nha. Bay vừa bán chuỗi cửa hàng cũng vừa là một người sưu tập đủ thứ. Hãy xem review tại kênh Bay Store. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye!